Ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam VNABC đã công bố Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam với 5 điểm bắt buộc và 19 tiêu chí đánh giá. Đây là căn cứ cho việc xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Bộ tiêu chí gồm 2 phần với 19 tiêu chí cụ thể và 51 chỉ số đánh giá đo lường. Phần 1 nhấn mạnh tới các yêu cầu như không buôn lậu, không trốn thuế, không sản xuất kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại, không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động, không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác, không vi phạm pháp luật. Một cái doanh nghiệp ngày hôm nay thì không phải chỉ đơn giản là hoạt động sinh lời và tạo ra nguồn thu cho những cái nhà đầu tư mà nó còn phải là đóng góp cho xã hội. Doanh nghiệp thì phải tồn tại song song với sự phát triển chung của xã hội. Thế cho nên là các cái tiêu chuẩn về việc là mình có trách nhiệm với xã hội là cũng được đánh giá rất là cao. Theo các chuyên gia kinh tế, Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các bộ ngành tham gia. Đây là hình thức tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp đã thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, có thành tích xuất sắc, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thế tức là có mấy con đường, một là triển khai chính các địa phương, cùng với các lãnh đạo các địa phương triển khai cuộc vận động của Thủ tướng triển khai các bộ tiêu chí này. Thứ hai là cùng với lại các hiệp hội doanh nghiệp để triển khai hiệp hội doanh nghiệp và các hiệp hội Việt Nam ở nước ngoài. Thì đấy là hai cách. Thì như vậy nó sẽ đầy đủ các cái doanh nghiệp, vừa là doanh nghiệp của địa phương, vừa là cái doanh nghiệp của các hiệp hội. Nếu như mà một doanh nghiệp có nhiều thương hiệu tốt, thương hiệu mạnh thì doanh nghiệp đó sẽ mạnh. Một đất nước có nhiều thương hiệu mạnh thì thương hiệu quốc gia cũng sẽ mạnh. Chính vì vậy cho nên là ở đây cái ý nghĩa của cái bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp đấy rất là quan trọng đối với lại doanh nghiệp, đối với lại quốc gia trong cái quá trình là hình thành nên những cái sản phẩm có thương hiệu mạnh và những cái doanh nghiệp có thương hiệu mạnh. Tại buổi công bố Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu đề án tổ chức diễn đàn thường niên văn hóa với doanh nghiệp. Diễn đàn được tổ chức hàng năm là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về văn hóa và văn hóa kinh doanh. Dự kiến năm nay, diễn đàn sẽ tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội.